Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn đến bài 6 nhé. Thì sẽ là hướng dẫn hàm VLOOKUP, hàm HLOOKUP và hàm TRUE và hàm AVG nhé. Đầu tiên thì hàm VLOOKUP thì các bạn sẽ biết nó là cái hàm mang tính chất là tìm kiếm theo một điều kiện nào đó. Ví dụ đây mình sẽ có là trên bảng chấm công của mình đã có là anh Nguyễn Văn A có ngày công là như này. Và bây giờ mình muốn lấy được xong cái bảng tiền lương chẳng hạn thì mình sẽ dùng cái hàm VLOOKUP nhé. Thì ở đây nó sẽ có là đầu tiên là lookup value, tức là cái giá trị điều kiện cần cần đấy, bạn sẽ lấy theo mã này. Xong rồi phẩy này. Tiếp theo là cái vùng table chứa cái điều kiện đấy thì bạn sẽ chọn từ, bạn lưu ý này, bạn sẽ chọn từ cái vùng mã cho đến cái vùng công này, nhưng nhớ lưu ý cho mình một chút là cái cột đầu tiên trong cái bảng, trong cái khung bảng này nó phải là cái cột mà chứa cái điều kiện về, ví dụ như cái điều kiện mà bạn lấy ban đầu đó. Ví dụ như trong trường hợp là bạn lấy theo mã nhân viên thì cái cột đầu tiên nó phải là cột bắt đầu của mã nhân viên nhá. Phẩy này, các bạn sẽ thấy là tiền công nó sẽ là cột thứ ba đúng không ạ? Phẩy 3, phẩy 0 đó, sẽ là số đúng. Thế thôi. Thì đây đây là đã xong hàm VLOOKUP nhá. Tiếp theo là HLOOKUP thì nó là một cái hàm mà VLOOKUP đây mình sẽ lấy theo kiểu là hàng tính tính theo cột. Nhưng HLOOKUP thì nó có chức năng là nó sẽ lấy theo theo hàng ngang, theo dòng nhé. Bằng HLOOKUP ngoặc này, ví dụ cái này. Phải. Như chọn thêm table đúng không ạ? Vậy bây giờ các bạn sẽ lấy sao là dòng mấy, là dòng số 2 đúng không ạ? Phải không? Chỗ đây thì mình lấy tương đối cho mình nhé, thì mình lấy phẩy một đi, thì 70 nó sẽ là một loại C nhé. À, quên chút, chỗ này mình nhớ là cố định này. Tại khi các bạn làm bạn nhớ cho cái phần cố định này nhá. Nếu mình không cố định thì khi mình kéo xuống thì cái cột đây này, các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ kéo từ đứng cột này, thế nhưng giá trị dưới đây là không có. Tiếp theo là hàm trung bình nhé. Hàm trung bình thí dụ mình muốn tính tính giá trung bình của giá nhập thì mình bằng AVG. Đấy, chọn từ đây đây, enter và ra 26.000. Tiếp theo là hiện nay mình đang 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 có một cái hàm, hay là hàm TRUE. Cái hàm TRUE này nó là cái hàm mà nó sẽ trả, ví dụ trong trường hợp cái index number nó là một cái số nào đó, số 1, số 2 hay là số 3 gì đó, thì nó sẽ trả kết quả cái volume ở sau này tương tự với cái điều kiện ở phía sau này. Ví dụ nhá, mình ví dụ như trong trường hợp như này. Ví dụ như nếu trong trường hợp đây là số 1 này. Mình sẽ bằng này, true này. Mình ví dụ như này. True. Ví dụ trong trường hợp mình lấy số 1 đầu tiên chẳng hạn thì phẩy. Ví dụ như true đầu tiên nó sẽ trả kết quả là chủ nhật chẳng hạn. Chủ nhật. Cái tiếp theo là thứ hai. Thứ hai. Đó. Ví dụ mình chỉ cần lấy như vậy thôi. Thì chỗ đây nó là một. Ví dụ mình thay chỗ này là số, này là số 1 đây nhá. Thì mình lấy một cái điều kiện ở trên này. Chính là bằng cột H17 đi. Đó, thì là chủ nhật. Nếu chúng mình thay chỗ này là số 2 chẳng hạn thì nó sẽ ra thứ hai. Các bạn hiểu chỗ này được. Thì cái này nó sẽ có cái tác dụng là các bạn sẽ kết hợp giữa hàm true và hàm weekday. Các bạn nhớ hôm trước là mình đang tính hàm weekday ở đây chẳng hạn nhé. Bằng này. Weekday. Đấy. Một. Thì chỗ này nó sẽ trả là ngày 25 tháng 7 năm 2020 hay 2021 này. Thì nó là số 1, số 1 tương ứng nó là chủ nhật đúng không ạ? Thì bây giờ bạn sẽ sử dụng cho mình cái hàm true vào đây. Bạn chỉ cần cho mình cái hàm true vào đây thôi nha. Phẩy. Các bạn sẽ tương ứng cho mình nó là chủ nhật. Phẩy. Thứ hai. Phẩy. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu, thứ bảy. À, thì chỗ này
Bạn thấy là vừa nãy nó là một đúng không ạ? Thì nó sẽ trả kết quả, nếu mà chỗ này là hai trả kết quả thứ hai đó. Đây 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 là cách mà các bạn sẽ ứng dụng ở trong ở trong cái bảng mà tiền công tiền lương đấy. Ví dụ như trong trường hợp mình thay đổi cái chỗ này một chút nhá. Ví dụ như trong trường hợp là tháng của mình đây là tháng 7 năm 2021 chẳng hạn. Đó. Thì chỗ này ví dụ như mình sẽ chọn là đây nhá. Còn đây còn đét nhá. Giờ này. Vậy một này. Cộng ngoặc này, đấy. Cái này mình cộng với 1 thì nó là mùng 2 tháng 7 đúng không ạ? Ví dụ trong trường hợp mình muốn thay đổi nhá, mình thay đổi sang 8 thì tự động những cái ngày này nó sẽ tự động thay đổi này. Ngày thay đổi, thứ thay đổi, đấy là chính là cái việc mà mình sẽ ứng dụng trong cái bảng công bảng lương. Đấy. Đây mình đã giới thiệu xong cái hàm VLOOKUP, hàm HLOOKUP, hàm trung bình và hàm true nhé.